Ngành đường sắt đã bán tới 130.000 vé tàu dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, tăng trên 10% so với năm ngoái. Nhiều hành khách đã lựa chọn đường sắt không chỉ vì sự an toàn mà chính là được trải nghiệm, chiêm ngưỡng những cung đường, cảnh đẹp của Tổ quốc. Năm nay với sự thay đổi trong cung cách, chất lượng phục vụ, đường sắt đang khiến nhiều hành khách phải trầm trồ và vui mừng khi được đón Tết độc lập trên những chuyến tàu Bắc Nam. Một buổi tối đáng nhớ với vị khách nước ngoài. Họ cầm trên tay những lá cờ Việt Nam để chuẩn bị một chuyến hành trình từ Bắc vào Nam, cung đường nổi tiếng của những chuyến tàu xuyên Á năm xưa, với những cảm xúc rất đặc biệt khi được đón Tết độc lập của Việt Nam trên chuyến tàu này. Tôi rất vui khi được trải nghiệm chuyến tàu xuyên Á này, bắt đầu từ Hà Nội đi Huế, ngay trong dịp quốc khánh của các bạn. Tôi đến đây mà thấy cờ hoa rực rỡ, ngay trong nhà ga này, đất nước của các bạn thật tuyệt vời. Đến ga Hà Nội dịp Tết độc lập này, hành khách không khỏi ngỡ ngàng khi thấy quốc kỳ khắp nơi nơi. Đặc biệt, nhân viên đường sắt đều mặc áo màu đỏ sao vàng, màu của quốc kỳ, thiêng liêng và rất đỗi tự hào. Không biết phải nói nào thì cái đấy là ngày lễ quan trọng của đất nước rồi. Nên là nó cảm thấy nó rất là đẹp, rất là đáng quý, đáng trọng. Mặc bộ quần đỏ sao vàng để đi phục vụ hành khách, cảm thấy rất là vinh dự và cảm thấy ngành đường sắt đang dần có sự phát triển. Hòa chung vào cái sự phát triển đấy thì cán bộ công nhân viên chúng tôi cũng mong góp được một cái phần nhỏ bé để phục vụ hành khách và trước mắt là phục vụ hành khách trong cái dịp lễ mùng 2 tháng 9 tới đây được như vậy là an toàn, đi đến nơi về đến chỗ được an toàn. Ngày mùng 2 tháng 9 là ngày Tết độc lập của đất nước ta, không chỉ cán bộ công nhân viên trên toàn ngành đường sắt mà cả đất nước đều chung vui với ngày này. Và đặc biệt là đối với những ngày này thì chúng tôi cũng rất hân hoan và vinh dự là được công dân của nước Việt Nam và tất cả đều sẵn sàng để mà phục vụ tốt nhất cho hành khách đi tàu. Và đặc biệt đối với các đồng chí là nhân viên trên tàu mong muốn là khoác trên cái áo cờ đỏ sao vàng cũng để thể hiện tinh thần là yêu nước, yêu ngành, yêu nghề và có niềm tin vào ngành đường sắt. Đón Tết độc lập trên những chuyến tàu Bắc Nam là sự trải nghiệm mới và đây cũng là một trong những mục tiêu của ngành đường sắt là vừa vận tải hành khách vừa làm du lịch. Sự chuyên nghiệp, chất lượng dịch vụ của những chuyến tàu này được kỳ vọng sẽ thu hút du khách trong và ngoài nước ngày càng nhiều hơn trong thời gian tới.